chị ơi chị tên gì để em giới thiệu tên đàn theo em. Chị tên Hồng, hát bài giờ mới có phải không, của tác giả Trọng Ma Quyền. Xin mọi người vỗ tay lên. Tổ chức rộn ràng, anh em nghệ sĩ đến đây cùng nhau ca hát để chúc mừng Lý Thái Sơn khai trương mua bán rộn ràng. Vỗ tay lên bừng đi, ai đã cầm ly thì uống cạn đi, đừng có chần chờ. Anh sang ơi là trưởng công an tâm túc, cũng đã đến đây dự tiệc ngày khai trương có mặt nơi này. Mọi người ơi hãy vỗ tay cho chị Hồng, nhạc sĩ mình chuyển qua giấy đào để ước chép nói lộn rồi anh ơi. Vậy kép cái chữ có từ hồi nào và được bao nhiêu tuổi mà ai cũng gọi là chợ mới quê tôi. Ở nơi đó tôi cũng có một người thương, cứ chiều chiều nàng xa bờ sông giặt ao. Bà con cô bác có biết không, chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha gật đầu, mẹ quay ngang rồi lại bảo. Mẹ bảo sao vậy? Mẹ bảo thằng Thanh cái tính nó cộc cằn, sao xì, sợ con này con Hồng về bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trăng. Em biết không, làng xóm bàn tới bàn luôn anh buồn thì là buồn. Cái bữa nhà anh nhớ người sang giam hồi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt. Hôm định tổng quân nghe mà. Sao anh không cho em biết? Anh sợ lắc đầu và một tiếng nói không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ. Và nhắn hỏi con Hồng
Dạ. Anh vẫn nhớ em dù tụi mình chưa hẹn. Anh sửa cái tánh còn căng để mẹ quý em yêu. Có dòng nước nào về chợ mới thăm em. Người dòng sông mang nước đi nơi nào. Có về quê em ghé thăm đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều. Dường như trông thấy chi đau nàng phơi. Dòng sông chờ mãi người ơi, thương nhớ nhiều. Dù chưa hẹn trầu cao. Rồi gặp anh hai, anh nói anh bây giờ là thượng sĩ. Anh hai Lý Thái Sơn phải không? Dạ. Anh bảo làm sao? Bây giờ là thượng sĩ. Trời. Anh nết hiền lành được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa chọn câu chiếc quái trầu trên tay ngừng lại. Hồi hộp quá. Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui cười. Là cái cô Thanh Kim Quệ nha. Bộ đội mà năm nay nó đã nên người. Nếu mai mốt nó trở về chưa có nơi nào khác nghĩa thì mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Em chạy ra sau hai bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt thương thơ dài mãi giữa lòng son. Chờ mới đón anh hay đón người lấy ông anh sao nhắn khi anh về. Em à. Dạ. Vì nhiệm vụ thiêng liêng cho nên anh không thể nào về thăm em lúc nào cũng được. Hãy nghĩ cho hoàn cảnh của anh nha. Dạ. Mẹ ông anh. Em ơi, tuy có buồn nhưng anh đâu dám dần. Bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần sẽ duyên không phải ban, là trọn đời chỉ chúa cô mà thôi. Anh chưa gì vì biển cướp còn bóng chặt. Cha nhớ em nhiều, nhớ chờ mãi tuy chung. Nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng thanh. Xong xưa em gặp buổi trưa hè. Hôm nay em sẽ ra thăm anh ngoài nay. Mẹ đã bằng lòng em đâu còn sợ mất anh. Hơn năm mới năm cha mình vẫn là cha mới. Chỉ sao năm giờ có lo lắm không em. Xin cảm ơn. Yeah.